Chào mừng cả nhà đang đến với hành trình khóa đầu tiên của học kỳ AQ, EQ, EQ. Năm nay là năm chúng tôi đưa thêm yếu tố AQ, chỉ số vượt khó vào học kỳ AQ, EQ cũ. Và đây sẽ là một yếu tố rất đặc biệt, rất mới. Trong hành trình lần này, các em sẽ trải qua 4 ngày. Không chỉ có những thử thách về trí tuệ, tư duy cũng như cảm xúc, mà sẽ có rất nhiều thử thách làm cho các em phải đi đến tận cùng của ý chí và sự cố gắng của mình, tiêu hao tất cả thể lực cũng như là tất cả những cái tiềm năng mà mình nghĩ là mình đang có để mà vượt qua những cái giới hạn mới của bản thân mình. Trong hoạt động hành trình AQEQ lần này thì ngay từ ngày đầu tiên thôi, các em đã có những cái bài tập mà kế thừa từng ngày từng ngày. Ví dụ như bài tập làm phép tính nhanh, làm sao để mà đảm bảo mình có một cái tốc độ tính toán càng lúc càng nhanh, và điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng phản xạ tư duy của các em. Rồi một bài tập nữa liên quan tới sự thăng bằng, đó là bài tập về đi cà kheo. Thì từ ngày thứ nhất cho tới ngày thứ tư, các em đều phải luyện tập đi cà kheo. Và có một điều rất là bất ngờ, đó là ngay từ đầu ai cũng nghĩ rằng luyện tập đi cà kheo tốn rất nhiều thời gian, nhưng mà bởi vì cái sự sợ hãi đó mà rất nhiều người bước lên cây cà kheo hầu như là không thể đi được. Nhưng sau một thời gian làm quen và lấy lại tinh thần thì một cái điều rất là tuyệt vời, đó là chỉ trong khoảng 1.5 tiếng đồng hồ thôi thì tất cả thành viên của nhà AQEQ ngay đầu tiên đã có thể đi được cà kheo một cách những cái bước cơ bản. Bây giờ thì sau 4 ngày, các bạn đang cảm giác rất là hào hứng và hứng thú với lại cái phần đi cà kheo của mình và vẫn tiếp tục luyện tập. Bên cạnh đó thì có những hoạt động thử thách về ý chí rất khó khăn dành cho mọi người. Ví dụ như thử thách về giữ cái cây cột của mình, làm sao để mà đảm bảo là mình ôm thật chắc cây cột trong khi những người khác cố gắng gỡ mình ra, làm sao để đảm bảo mình bám chắc vào mục tiêu của mình trong khi tất cả mọi người hay tất cả mọi cái trở lực khác đều ngăn cản. Thì đó là những cái hoạt động giúp cho các em tăng cường ý chí rất là nhiều. Tập trung vô, đây không phải trò chơi, phải giữ thăng bằng một tấm ván ở trên đôi chân của cả nhóm, và chỉ cần một người rời khỏi chân thôi thì tất cả mọi người đều phải làm lại từ đầu. Và khó khăn hơn một chút, đó là trên tấm ván đó có một cái ly nước và các em không được phép làm đổ ly nước đó. Trong hoạt động này thì các em đã thử tới 7-8 lần, và mỗi một lần mà thất bại thì cái sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của từng thành viên. Nhưng mà với những cái kiến thức đã được học về quitter, về camper và về climber, các em đã ngay lập tức lấy lại tinh thần của mình và tiếp tục lần thử tiếp theo, lần thử tiếp theo, lần thử tiếp theo. Và dần dần từng tấm ván từ nhỏ đến lớn đã được chinh phục, và tinh thần của mọi người đang cảm thấy rất là tốt. Một thử thách khác cũng rất đáng ghi nhận, đó là hoạt động push up tập thể. Tất cả các em phải dùng hai tay để trụ vững, và tất cả mọi người đều gác chân của mình lên đầu của người bên cạnh của mình, để làm sao cho tất cả chỉ giữ thăng bằng cả nhóm chỉ bằng hai cánh tay của mỗi người thôi. Và đây là hoạt động cực kỳ thử thách cho các bạn nữ cũng như là một số bạn nam mà không có thói quen luyện tập thể lực. Tuy nhiên là với cái tinh thần quyết tâm và ý chí của các nhóm thì cả 10 thành viên của nhà AQ đã thực hiện rất là tốt những cái thử thách này. Đồng thời là trong các cái hoạt động liên quan tới trí tuệ cũng như liên quan tới tranh luận, các em cũng đã có những ý kiến rất là hay và đã học được những cái bài học cốt lõi, đặc biệt là yếu tố mang tính control trong hành trình AQEQ lần này. Trong những hành trình sắp tới, chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp những yếu tố khác để làm sao phát triển thật tốt AQ, cũng như là để cho EQ và AQ hỗ trợ thật tốt cho cái tiềm năng AQ này. Bởi vì AQ chính là một trong những cái điều cốt lõi quyết định việc con người đó có thể khai thác tiềm năng của mình lớn đến mức nào và làm được những việc vĩ đại đến đâu. Không có cái khả năng vượt khó thì cái việc làm nên một cái sự nghiệp lớn cũng như là thành công những cái công việc có cái kết quả rất là cao hầu như là điều không thể. Chính vì vậy mà mong là sau hành trình này thì các em sẽ có được một cái sức mạnh mới cho năm học mới của mình, cũng như là trong các cái thử thách sắp tới của cuộc sống thì các em sẽ nhớ lại những cái trải nghiệm mình đã vượt qua, nhớ lại cái ý chí mình đã xây dựng được, và từ đó các em sẽ vượt khó tốt hơn rất là nhiều. Xin cảm ơn toàn thể mọi người.